Trời đẹp. Nắng cũng không gắt lắm. Con này mình nghĩ là một loại nhện nước. Những cái con mà nó đang ôm trứng, giữ trứng, bảo vệ trứng như này thì nó rất là lì ấy. Nên là mình sẽ set up để chụp stacking focus bằng tay với ánh sáng tự nhiên luôn các bạn xem. Đây như các bạn thấy là gió nên là nó rung quá. Dùng cái mình không stack được. Nhưng con này chắc mình chỉ chụp đơn shot vậy thôi. Một cặp nhện nước. Cả con đực con cái đều canh trứng các bạn. Con này là con cái. Con này là con cái, size bé hơn con đực. Con nhện đực thì thường con nào ở cái râu, cái mồm đó các bạn cũng cũng có một cái quả nó thò ra như kiểu cái đôi găng tay đấm bốc ấy các bạn. Đấy là cái túi đựng tinh trùng của nó. Mình quay cho các bạn xem con đực. À, con đực ạ. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái râu ở gần mồm nó có cái hai quả như là nắm nắm đấm ấy. Con này cái hàm to lắm, to kinh luôn. Để mình sờ nó các bạn xem nhé. Đấy đấy các bạn thấy không, vì nó đang canh trứng nên là cả hai con nó đều hiền, nó không di chuyển khỏi xa cái trứng này. Mình sẽ đứng đây chụp cái nụ ong nó đang hút mật ở những cái bông lúa kia. Mình sẽ chụp con ong nó đang bay.
Trời lại chuyển rầm rồi các bạn ạ. Như là sắp mưa. Hôm nay mình sẽ về, mình không chụp chỗ này nữa. Chụp con nhện con ong ở chỗ này rồi. Mình sẽ lại đi ra khu vực cái đầm nuôi tôm hôm trước. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là hoa ưu đàm. Theo truyền thuyết thì là nghìn năm mới gặp. Mình đùa thôi. Đây là trứng của con diệp sư tử. Cũng có nhiều con trứng kiểu này chứ không chỉ riêng con diệp sư tử nhé các bạn nhé. Ở đây thì mình thấy là nó đã nở ra hết. Con vẫn còn đang bấu ở trứng ấy, các bạn có thể nhìn thấy. Một chút nữa, mình sẽ chụp thử để cho ảnh vào video cho các bạn nhìn nhé. Cái này mình đã từng stack cái con non của nó rồi đó. Để về mình sẽ add ảnh vào video cho các bạn xem. Đấy, nó nở ra hết rồi. À, đây có một con ruồi, ruồi voi dài. Con này có cái voi dài lắm. Vòi rất dài các bạn, mình từng chụp con này nhiều lần. Chỗ này thì rất là nhiều ruồi sát thủ nhỏ các bạn. Nên mình thấy có một con này mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy. Đấy. Khá hiền đúng không? Nó bay thì thường nó chỉ bay gần gần ngay cái chỗ nó vừa đậu các bạn. Nên là biết tập tính của cái bọn côn trùng ấy thì mình sẽ dễ tiếp cận, dễ tìm được chỗ của nó ở, dễ chụp được nó hơn. Đây, nấm. Nấm kiểu gì bung bét hết thì không biết. À. Chết cha. Có một thằng cào cào ngô non đang đậu ở đây. Thế thì mình chụp luôn cái này. Bây giờ mình sẽ stacking focus cầm tay với ánh sáng tự nhiên cái con cào cào non kia. Nó trên cái nấm rách te tua kia nha các bạn nhé. Các bạn xem. Nãy nó chưa nhổm, giờ nó nhổm lên.
Trời nắng quá các bạn ạ, lúc thì rầm như sắp mưa, lúc thì lại nắng gắt. À, hôm nay mình nghỉ ở đây thôi, Nắng mình gắt. về làm ảnh đã.